Con thì con theo suy nghĩ của chị cũng đúng thôi, tại vì mình sợ cho cái tương lai của con mình thì không dám. Và 3 năm nữa dài không? Không, nếu như con thì con sẽ hứa lại là năm nữa thôi. Rồi sau đó trong một năm đó sẽ phấn đấu, chứ đâu để 3 năm đúng thì cũng rồi. Hơi dài. Cứ cứng quá, cứ 3 năm. Mình mong rằng 3 tháng sau cho cái tin vui. Chúng ta cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình của mẹ chồng con dâu vừa rồi. Còn bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin mời quý vị đến với mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Xin mời. Ngồi, mời bà ngồi ạ. Dạ, con chào bà. Dạ. Dạ. Chào chị. Chào chị. Thật bất ngờ. Con xin phép hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà xin chào hai anh chị, bà xin chào khán giả. Dạ. Bà tên là năm nay là 95 tuổi. Bà tên là gì ạ? Bà tên là Nguyễn Thị Tùy. Bà đến là Xuân Lộc Đông Nai. Con hỏi bà quê đâu bà? Bà quê Quảng Trị. Tụi con rất là hạnh phúc khi được chào đón bà đến đây. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào MC Quyền Linh, dạ. Xin chào Lê Lộc, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Cúc Lan, năm nay là 53 tuổi. Và hiện đang làm là nghề nghiệp là giáo viên tiểu học. Và sống làm dâu với mẹ là được 30 năm. Wow, con số lớn nhất của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Nhưng mà hiện nay vẫn còn đang làm dâu. Ồ, dạ. Phải nói đây là một kỷ lục mà nói gì chương trình được đón chào đó. Kỷ lục là người lớn tuổi nhất và người làm dâu lâu nhất, 30. Dạ, thưa bà đó bà làm nghề gì bà? Bà buôn bán nhỏ thôi. Buôn bán hả bà hả? Ngày xưa buôn bán nhỏ thôi. Ông thì làm thợ máy, bà buôn bán. Bà có mấy người con? Bà là được hiện vô đây là được 5 cháu. Dạ. Trai đầu trai đuôi, ba gái dựa. À, vậy lâu nay bao nhiêu cháu nội cháu ngoại rồi bà nhớ không? Nhớ chứ, bà được 19 đứa cháu. Ôi. Mà cả 4 đứa cháu trai đấy, 15 đứa cháu gái. Nhớ rõ luôn á. À, con cháu đó thì được 12 đứa rồi. Trời ơi. Bà còn nhớ là cái ngày đầu tiên gặp cô dâu này nè là năm nào không? Bà nhớ cái năm mà năm của âm lịch á thì bà nhớ thính con đại đâu là năm thìn thì bà biết cô dâu này là được 2 năm. Biết trước 2 năm luôn. Cái ngày đầu tiên mà bà gặp con dâu tương lai á. À, vì bà bạn chờ rồi dâu đi chờ hàng ngày, giáo viên đi chờ hàng ngày, bà gặp rồi tự nhiên mới gặp, tính cách là khách quan thôi, chứ không phải là... Con dâu đi chợ hàng ngày hả? Đi mua chợ. Đồ của bà đó hả? Có mua thiếu không? Thời đó cũng có tiền vẫn thiếu nhỏ. Thì lúc đó bà làm sao bà biết đây là con dâu tương lai của bà? Lần đó bà quán thì đi 2 đứa giày cùng trường. Rồi quán đi chờ thì cô gái dạo đi chơi thì cùng mua hàng bà nhiều. Sao cách nấu cả nóng là rồi mình biết. Bà biết được là con dâu tương lai rồi bà chịu không? Chịu thì được khách quan là chịu. Quý ba là cũng có nên cùng giáo viên đồng nghiệp thì cùng chịu. Chị ơi cho em hỏi là cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á thì không biết là khi mà gặp ngoài chợ là chị có đoán trước là đây là mẹ chồng của mình trong tương lai không? Thì hồi đó mới ra mà chưa có tỏ tình á, dạ. Thì không có suy nghĩ gì cả, cứ thấy mẹ của bạn mình bán thì mình tới mình mua thôi. Ủng hộ ha. Ủng hộ. Dạ. Rồi sau này mà tỏ tình rồi á thì bắt đầu là cũng đi qua cùng ngành hại. Cũng đấy, không có mua, không mua chỗ khác. Nhưng mà mẹ làm cải chua ngon quá thì phải tới mua thôi. Hai mẹ con hợp nhau về những cái điểm gì hả chị? Hai mẹ con thì hợp nhau thì nhiều lắm. Thí dụ như là mình ở nhà là cái điểm giống nhau nhất á, là mấy đứa con nó hay chọc á, là mẹ với mẹ là có cái hợp nhau là hay nói xấu bà nhất. Vì sao? Thí dụ như là trong nhà thì bà già mà buồn á, cái gì là cũng chờ con dâu để giải bày là mẹ thấy buồn vì hắn nói như đứa đứa tê là mẹ buồn, rồi cũng an ủi mẹ rồi đó. Mà con dâu mà có gì buồn cũng chờ ông xã đi, rồi bắt đầu là nói với mẹ, là mẹ cũng an ủi. Rồi là hai mẹ con mà cứ thầm thì là gặp ổng mà đi về là ổng nói đó, lại nói xấu đúng không? Bà thấy có điều gì mà không hợp với con dâu không? Thì hợp thì cũng 70% mà không hợp cũng 30% thì cũng có. Thí dụ điều gì không hợp rồi bà? Ôi dạ, dâu nghĩ trời ơi, thương mà chở bà đi là ôi cho mua cái gì cho cô mua cái gì cho cô, mua giùm cho bà tôi, mua hết, mua về ăn không ngả, bỏ dù là lâu ngày về không ưa. Ứng mua ai ngày nào ăn ngày đó thôi à. Cái gì nữa ứng ra có rồi cũng ra mua về nhiều lắm. Tức là không hợp cái gì đó bà. Không hợp điều đó. Ý là ở nhà thì rất là gần chợ. Cái mỗi lần á, đi chợ á, là thí dụ như mình ngày xưa mà thấy cái đèn dầu mù mù đi, học trò mình á, là thấy nó còn ngồi nó bán mấy bó rau chẳng hạn, thôi tội nghiệp quá, thôi mua hết đi cho nó đi về. Hoặc là thấy ai bán mà già như mẹ vậy á, là cũng thôi mua cho họ thì họ đi về. Cái rồi cứ mang về bỏ tủ lạnh là mẹ la suốt vậy đó. Ủa chị là chị người ở đâu? Nếu như là quê quán á, thì ở ngoài Bắc Ninh á. Bắc Ninh. Còn nhưng mà đẻ thì ở Quảng Ngãi, mà lấy chồng thì Quảng Trị. Giữa cô với lại giữa bà với lại chị đó là khác vùng miền đó. Dạ. Thì không biết mình có cái khó khăn gì không chị? Khó khăn thì vùng miền thì nói chung là cũng khó khăn chứ. Thí dụ như hồi đó ở với ông thì ông cứ này ra ngoài cươi xách cái bon cho cậu. Thì ra ngoài cươi là mình không biết cái cươi là cái gì rồi xách cái bon. Rồi cái bon ngày xưa nhà hay đi rẫy là cái bon bình nước á. Cái bình á, cái bình bây giờ 2 lít 1 lít gì đó là gọi là cái bon. Nhiều khi mẹ bán mà chờ mẹ sai cháu vô đây nói mở lấy cho mẹ cái ngảo. Suy nghĩ hoài cái ngảo là cái gì ta. Rồi đấy nói vậy thì mẹ đừng cái gì con. Nó kêu mẹ đừng khoai. À đúng rồi, cái ngảo mình cứ đi tìm cái gì đừng được là mình đem ra để đừng. Ngảo là ở cuối con thì hay dùng cái ngảo là cái rổ nhỏ. Cái gì bà? Cái rổ nhỏ. Rổ dạ. À cái rổ nhỏ nhỏ. Bà con xin hỏi bà này bà, thật sự nha là với cái thế hệ của bà đó thì hình như ta nói giữa mẹ chồng con dâu nó có sự khác biệt lắm. Mẹ ngày xưa là các cô dâu đi làm dâu là vô cùng sợ mẹ chồng luôn. Không khó. Khó hả? Ừ. Bà cảm giác là mình làm người mẹ chồng khó hay là dễ? Ngày xưa thì dễ rồi, bây giờ thì dễ rồi, ngày xưa kìa. Ngày xưa anh thời bà thì khó thiệt chứ. Khó lắm hả bà hả? Ừ. Những người mẹ chồng kỹ tính lắm, khi nào mình có gọi là bị mẹ chồng la việc gì mà mình thường có bừa bộn không? Có. Có luôn hả? Con dâu làm gì bừa bộn không bà? Hả? Bừa bộn không bà? Là nó nấu một bữa ăn trong gia đình thôi. Ừ. Vốn một cái bếp rồng đấy là vốn đầy đỏ. Rồi lên giờ là anh đây đó chứ bà không có nữa. Bà làm cái chi rồi đưa ra ngoài bếp, ngoài chỗ ngoài luôn. Trong bếp lẩu rồi ăn rồi là sạch sẽ. Bơm cơm lên giờ là trong bếp sạch sẽ chứ cô dâu này là cô là con là cứ vấy đến đây là bừa bộn. Ôi giời bê bồn chưa. Đó. Không phải, tính như vậy nè, thí dụ mình nấu ăn xong á là ưng á, bên này là ưng là nấu ra là xong hết đi, ăn cơm hết rồi là bắt đầu là gom hết một lần chén bát son nồi ra hết, rồi diễn đầm rực một lần luôn. Còn ở đây là mẹ cứ sạch cái son này, xong cái món này là mẹ đem ra ngoài đó, cái dĩa này đem ra ngoài đó. Nhiều khi mình đang nấu lui hui tìm cái thìa, ủa cái thìa đâu rồi, đem ra ngâm ngoài đó rồi. Vậy đó. Trong nhà là con dâu giặt đồ hay là ai giặt bà? Trong gia đình á thì giặt mày hết, riêng này mẹ giặt tay một mình. Bà giặt á hả? Trời ơi. Tới bây giờ bà vẫn tự giặt luôn hả? Tự giặt, tự tắm. Sao không để con dâu giặt vô cho bà? Giặt mày bà không ưa giặt máy, ảo quần hư. Bà giặt tay cái bộ của bà thôi. Rồi là tự thay tự giặt. Sao con dâu không giặt tay cho bà? Không phải. Là thích giặt mà mẹ là không phải giặt như mình đâu. Mình thì nhiều việc nhưng mà mẹ là phải giặt kỹ lắm. Bỏ vô trong thau á, rồi ngâm xà bông đem ra phơi nắng nửa tiếng cái đã. Rồi bắt đầu vô lại mới bắt đầu là vò rồi giặt rồi. Chứ là không phơi lên rồi bình luôn chứ không sợ giặt máy hư đồ hả bà? Sợ giặt máy hư đồ. Áo dài bà đẹp quá, bà mai bao lâu rồi? Mày đâm 10 năm. Trời ơi, áo dài trên 10 năm rồi đó hả? Trên 10 năm mà con tưởng mới mai không đó. À, bà có bí quyết nào mà để thuận hòa giữa con dâu với mẹ chồng không bà? Hòa thuận nó thì ba luôn luôn hòa thuận, dẫu thì hành hợp thuê hơn con gái nữa. Hợp hơn gái luôn. Con gái rồi mình ít chứ con dâu đi ở 30 năm với con gái chị ở là không mấy năm qua lấy chồng cái sao? Đó, con gái ba cô người đó mà đều ở bên ba tầm mấy năm đó. Trời, dễ thương quá trời. Bây giờ để xem coi chồng chị nói điều gì nha. Cái cuộc sống người mẹ chồng nàng dâu tất nhiên cũng có đôi lúc cũng phải có, ví dụ món ăn người già thì ăn khác, người trẻ ăn khác. Mẹ chủ thì nấu tiết kiệm nó vừa, trong một cái bữa ăn là ví dụ 5 người người ta nấu quen như thế là ăn thế. Nhưng mà bà xã của chú là rộng rãi hơn, nấu nhiều hơn, rồi là ăn không hết thì mình phải bỏ đi, thì một cái điều đó rồi. Đến giờ này vẫn vậy, chính vì vậy mà là hai người nó cũng có những cái đó là nó cũng chưa có hợp nhau về cái cách nấu món ăn, rồi nấu nhiều rồi nấu ít. Những cái chuyện có sự ví dụ giáo dục con cái lúc nhỏ là bà con của chủ là con út, khi đẻ hai đứa nhỏ ra là ông bà thương lắm. Mà mình á, thì nóng việc mà nó cứ bè nheo, mẹ thì về phải làm việc cứng rắn với nó mới theo ông bà đi. Rồi là khi đánh cháu bà lại bính cháu, lại bữa nay làm cô cháu mà cứ đánh cháu nằm tay như thế, nạt đồ như thế, từ từ là nó đi. Cho nên bà lại bên cháu, hai người lúc mà con của chú còn nhỏ là cũng có những cái điều như thế, nó cũng khó trong cái cách giáo dục con cả. Hai mẹ con cái gì là bắt đầu sổ ra là bên nhau, cho mình là không phù hợp, là tranh luận với nhau. Hai mẹ con đều là một phía, còn mình là một phía, ví dụ vậy. Hay là đi sớm về tối, là mình đi công tác là đi sớm, rồi có thể là về tối, hay là bạn bè ngồi lại. Nhưng mà rồi vợ không thích, rồi bà già cũng không thích nữa, là hai mẹ con vô lại một phía tấn công mình. Khi mà mình sinh cháu ra rồi, hai mẹ con có hòa thuận về cái cách dạy con không chị? Thí dụ như mình sinh cháu ra rồi là một tay mẹ lo hết, tức là lúc đó không còn mẹ nữa, là cứ sanh 3 đứa cháu là mẹ lo hết, từ cái mà nấu ăn, cái xông, cái hơ, mình đâu có biết đâu, từ mẹ làm hết cho, nấu từng ly nước mẹ đó, rồi mẹ gội đầu cho, mẹ làm hết trơn rồi đó, mẹ làm hết trơn luôn đó. Con đau của mẹ ơi, con nó nóng đầu thì làm sao? Mẹ nói ra lấy cái lá này lá kia nấu rồi xông cho hắn, rồi hay là cái kia, là có mẹ là yên tâm ghê lắm. Vậy thì sau 30 năm như vậy đó, thì bà có mong muốn điều gì thay đổi của con dâu không? Có muốn cái điều gì tốt hơn với cô con dâu không anh? Thì mà ba mong muốn á, là con dâu là trực thao với một, để cái ngày bà nằm chỗ, để con dâu yêu thương cái ngày bà khỏe. Bà mong cái điều này ít. Chỉ như đó thôi. Ý là bây giờ thương mẹ như vậy thì mai mốt mẹ nằm một chỗ á, thì vẫn thương mẹ như thế. Bây giờ cứ nằm vậy mà cứ lo thôi. Thấy ai mà chết vì đột quỵ nữa đó, cứ ngồi nhớ chứ trời ơi ước chi mẹ còn đứa này mà chết xong á nó máu khỏe cho tụi con nữa, tụi con khỏi phải đem mẹ đi bệnh viện rồi. Rồi cứ nói vậy đó, mình cũng tuổi chứ, mình nói chứ thôi mẹ đừng có lo, cái khi nào á mà mẹ chết á thì mẹ về rồi con cũng nghỉ hưu rồi con về con chăm cho mẹ, mà đừng có lo gì cái chuyện đó hết. Thí dụ như bây giờ á là mẹ có nằm một chỗ thì bây giờ mẹ cứ đang khỏe 2 năm đi, 2 năm nữa là mà con về rồi thì con chăm cho mẹ, mà đừng có lo gì hết. Đâu có lo bà con thương mình 30 năm nay còn hơn con ruột mà bà nha, thì đâu có lo chuyện đó đâu, đúng không bà? Nhiều khi trời nằm lâu ngày á anh. Dạ. Rồi con cái tập vấn thiền á, đến bà chỗ ai nằm lâu năm bà sợ lắm. Ừ, 3 ngày thôi. Bà còn khỏe lắm. Bây giờ á, Việt Nam mình á, giờ là cái chỉ số tuổi tăng lên, người ta sống 100 mấy tuổi không mà bà. Dạ, đừng lo. Dạ. Bà cũng phải 120 á. Là chưa. Chưa. Chị có mong muốn gì của bà ở bà không? Bây giờ cái điều mà con mong muốn ở mẹ nhất là mẹ cứ giữ biết chăm sóc sức khỏe của mình như vậy. Tức là mẹ là không cần nói chứ mà hãy đi về là thuốc men là uống đúng giờ đúng giấc. Rồi không bao giờ là dùng hóa chất. Thí dụ như là đi tắm rửa là chị đi ra là hái lá dứa, lá đinh lăng, là chanh. Rồi bỏ 5 trái bột kết nấu chuối tạm rồi đầu chứ không, không hóa chứ. Muốn ở mà nữa là một cái là mà đừng có tiết kiệm quá. Thí dụ như cái dẻ lau chén á, mà nhiều khi nó mòn rồi mà mình quăng ra ngoài rồi, cái ngày mai thấy nó ở trong cái chỗ lau chén à, rồi lấy nữa quăng ra chỗ khác, rồi lại thấy bà đi quét sân á, rồi bà lượm lại bà bỏ cái đó lại. Hồi đó giờ bà có lên tivi lần nào chưa? Bà hắn thành nhất là được lên tivi để con cháu đường xá hắn thấy bà đang khỏe là mừng. À, thấy chưa? Con cháu bà tới 19 đứa lần ha. 19 đứa mà chị đấy cũng được một số đông nữa rồi. Sẵn đây bà có nhắn nhủ gì con cháu không? Chứ dành dụ với con cháu là khi mong cầu nguyện cho con cháu đừng có những chuyện gì bất ngờ, tai nạn rồi chứ bất ngờ, cứ con cầu cho nội ngoại chứ sức khỏe là bà mừng. Dạ. Rồi, hôm nay chương trình rất là vui khi đón chào bà đến đây. Nãy giờ những gì mình đã nói rồi, mong muốn giữa mẹ chồng nàng dâu, mà Linh nghĩ rằng không phải là giờ mẹ chồng nàng dâu đâu, mẹ ruột con ruột đấy ha. Thôi chúc cho bà thật nhiều sức khỏe. Đời cuối cùng con muốn nói với mẹ là nếu mà kiếp sau mà có thì cùng xin được làm cô dâu của mẹ. Hai mẹ con ôm với chặt với nhau nào. Tuyệt vời quá. Dâu nãy giờ khóc mấy lần luôn hả bà? Cảm ơn những cái tình cảm đặc biệt giữa mẹ ruột con ruột. Không giờ cũng không còn cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu nữa, mà Quyền Linh cũng mong muốn rằng tất cả những cặp mẹ chồng nàng dâu nào chúng ta đang xem, chúng ta còn nên kết nối chặt hơn nữa, giống như cặp này thấy thương quá. Con xin tặng bà kỷ niệm của chương trình. Dạ bà, con xin gửi tặng cho bà một phần quà, đó là thực phẩm chức năng Natto enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây em xin gửi tặng chị Natogen tăng cường và giải độc đứt răng gan. Rồi chúc bà thật nhiều sức khỏe, chúc chị hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Dạ cảm ơn bà. Bà được lên tivi. Dạ cảm ơn bà. Nhớ gì đón xem nha bà. Dạ rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai câu chuyện ngày hôm nay. Mẹ chồng nàng dâu đầu tiên cũng có nhiều sự trăn trở, khắc khoải trong lòng, bởi vì cũng mong một đứa cháu. Còn cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai thì hạnh phúc tuyệt vời quá, như là mẹ ruột con ruột vậy. Hai câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn, để chúng ta cần cùng suy nghĩ, cùng đồng lại điều đó và rút kinh nghiệm ra để làm sao mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau như là mẹ chồng dâu này ha. Và bây giờ chương trình tuần này cũng tạm khép lại tại đây. Quyền Linh và Lê Lộc xin được cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus đã tài trợ cho chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 15h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7, và xem lại chương trình trên kênh MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau quý vị nha. Xin chào.